Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và hôm nay thì chúng ta có một cái vòng quay may mắn hoàn toàn mới, đó là bộ DG Quẩy. Và một bộ đồ mà có lẽ là dịch ra tên nghe nó khá thú vị. Tuy nhiên thì lúc đầu thì thực ra mình không để ý cái bộ này lắm. Tại vì thường thì có vòng quay may mắn hay có gì thì ngày hôm sau mình mới vào quay. Và nhưng mà tuy nhiên thì có một cái điều mà khiến cho rất nhiều game thủ đang bức xúc đối với ở bộ DJ này, đó là cái vòng quay may mắn kim cương. Nó đã loại bỏ hoàn toàn tất cả một số những cái đồ đẹp, ví dụ như bộ người ván sử hay là một số những cái bộ đồ khá là đẹp ở trong cái vòng quay kim cương trước, hoặc là những cái đầu bí ngô. Và lúc này chúng ta có thể thấy rằng trong cái vòng quay may mắn kim cương mới này của chúng ta thì ngoài một số những cái bộ giai điệu vui tươi ra thì chúng ta chỉ còn những cái thẻ quy đổi, một số những cái mảnh để nâng cấp nhân vật, cũng như đó là một số những cái đồ, những cái dù mà thực ra thì nó không đến nỗi quá hiếm. Ngoài ra thì thậm chí là còn cái thẻ này thì chúng ta lại còn có thêm cả những cái đồ đó là theo ngày, vâng, đồ 7 ngày. Thật ra thì điều này đang gây ra một cái sự bức xúc rất là lớn đối với ở cộng đồng Free Fire ở server Việt Nam, bởi vì không ai muốn bỏ tiền ra cho vòng quay may mắn kim cương mà chúng ta chỉ nhận lại đồ 7 ngày cả. Và có thể thấy thì đây là một trong những cái vòng quay may mắn mà nó tạo ra một cái sự ức chế rất lớn đối với cả game thủ Việt Nam. Và mình cũng không biết là cái xác suất mà quay ra cái con DJ nữ này thì nó có dễ không. Bây giờ chúng ta sẽ thử quay nhá. Ok. Và mình có 24 vé quay. Bây giờ mình sẽ quay những cái vé đầu tiên trước. Ok, quay cũng không có gì đặc biệt cả. Ok, sau khi đã quay hết thẻ, bây giờ mình sẽ quay 10 thẻ. Dù u ám, vâng, dù u ám. Ok, dù thiên lôi, thêm hẳn hai cái dù thiên lôi, như vậy là thừa dù, và thừa dù thiên lôi. Nhưng mà những cái dù này trùng nó cũng không được đổi ra thành thẻ quy đổi, và không rõ lý do vì sao mà những cái dù trùng nó không đổi thành thẻ quy đổi luôn. Ok, chúng ta sẽ có thêm một vài vé quay kim cương nữa. 28 lucky. Ok, 28 lucky, để xem ra cái gì nào. Và đây là 29 lucky, điểm nó vẫn chưa reset và chúng ta vẫn chưa có được bộ DG quẩy này. Mình sẽ thử 10 vé tiếp theo. Áo thể thao xanh 7 ngày. Và những cái đồ 7 ngày này thậm chí là trùng nó vẫn được quy đổi thành 10 thẻ quy đổi. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là mình lại có thêm một cái dù u ám nữa. Và một cái vòng quay mà mình nghĩ là nó cũng khá là u ám ở trong cái game này. Và thực sự thì những cái đồ 7 ngày này, thậm chí là nó có cả cái áo phông rừng sâu 7 ngày, thì mình nghĩ rằng game nên cho những cái đồ vĩnh viễn ở trong cái vòng quay này. Mình sẽ thử quay thêm bằng kim cương nữa. Và bây giờ thì mình đã có đó là 42 lucky rồi. Bây giờ mình sẽ thử quay 600 kim cương để xem là nó có ra được bộ DJ này không. Vâng, để xem nào. Vâng, lại tiếp tục vào dù ám. Và ok, đã có con DJ quẩy rồi. Như vậy là chỉ tốn 600 kim cương cộng thêm với cả 20, khoảng 28 vé quay vòng quay may mắn thôi. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng mình đã quay được ra tới 3 cái dù ám và 2 cái dù thiên lôi. Thì thực sự đây là một trong những cái vòng quay may mắn mà nó mang lại rất ít lợi ích. Mình không biết là bên Gaina họ có tinh chỉnh để cho cái bộ DJ quẩy nó có dễ ra hơn không. Tuy nhiên thì nếu như cái bộ này dễ ra hơn thì thực ra là cái vòng quay kim cương này nó cũng đáng. Tuy nhiên thì nếu như mà cái vòng quay kim cương này mà nó toàn là những cái đồ 7 ngày thôi, và ví dụ bạn mở ra tới 100 hay là 150 hay 200 lucky mà vẫn chưa ra được bộ DJ quẩy này, thì thực sự là các bạn sẽ lỗ rất là lớn. Và hiện tại thì cái bộ DJ quẩy này, cái vòng quay may mắn kim cương lần này, nó đang gây ra một sự bức xúc rất lớn, và một sự bức xúc rất lớn trong cộng đồng Free Fire Việt Nam. Và mình nghĩ rằng là những cái đồ ở trong cái vòng quay may mắn này thì nó nên là những đồ vĩnh viễn 100%. Thì không biết là ý kiến các bạn như nào, và các bạn đã thử quay cái bộ DJ quẩy này chưa? Nếu các bạn quay bộ này rồi thì các bạn thử comment ở phía dưới xem là các bạn quay cái bộ này mấy lần thì nó sẽ ra được cái bộ này. Ok, để đánh giá về bộ đồ DJ này thì bộ này đã được leak ra từ rất là lâu rồi, và thực ra thì bộ này cũng là một trong những bộ đồ nó trông khá là đẹp và nó cũng khá là sexy. Và cái bộ đồ DJ nam thì mình không quay, tại vì bộ đồ đấy mình cũng không thích mấy cái đồ nam đó, trông nó cũng không đẹp lắm. Tuy nhiên thì cái bộ này khá là đáng sở hữu. Nhưng mà
Thực ra thì mình cũng đang cảm thấy rằng là cái vòng quay may mắn kim cương này, nếu như các bạn mà không có một cái sự may mắn thì các bạn sẽ cảm thấy khá là lỗ. Và đây là cái con Laura, bây giờ mình sẽ thử đổi qua một con nhân vật khác. Nói chung là mình nghĩ rằng với cái bộ đồ DJ này thì bất kỳ con nhân vật nào mặc cũng sẽ khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ thử đổi qua con Moco để xem con Moco mặc có đẹp không. Các bạn có thể thấy là cái bộ này thì cái mũ của nó rất là đẹp nhá, cộng thêm với cái tóc này nếu mà vào trong game, nó khi mà bạn di chuyển nó bay đằng sau lưng của con nhân vật thì trông khá là đẹp. Ngoài ra thì đây cũng là một cái bộ đồ mà nó bó sát toàn thân nên là nó cũng có những cái đường cong rất là sexy. Thì những cái bạn nào mà yêu thích những cái nhân vật nữ ở Free Fire thì chắc chắn là sẽ muốn quay cái vòng quay này. Và mình nghĩ rằng là do cái bộ trang phục này nó là một trong bộ trang phục mà đẹp đến mức mà game thủ ai ai cũng sẽ muốn sở hữu. Và đó là lý do vì sao mà bên Gaena họ đã tinh chỉnh cái vòng quay kim cương xuống để cho nó có thêm nhiều những cái đồ mà nó không có quá giá trị, để người chơi khi mà họ tập trung thì họ sẽ chỉ dùng kim cương để cố gắng sở hữu được cái bộ này mà thôi. Ok, nhưng mà tuy nhiên thì sẽ có một chút bất công khi mà chúng ta thử đi qua một server khác. Chúng ta thử đi qua server Brazil. Ở bên server Brazil thì nó không có cái vấn đề này. Bên server Brazil thì mình thấy rằng là cái vòng quay may mắn kim cương nó vẫn bình thường. Như vậy là hình như là chỉ có server Việt Nam thì có một cái sự thay đổi như vậy thôi. Đây là cái hình ảnh của server Brazil. Và chúng ta có thể thấy server Brazil thì ngoài cái bộ DJ quẩy này thì vẫn là những cái kính, rồi thì cái kính của bộ người phán xử, rồi mấy cái kính rất là đẹp. Thì mình cũng không rõ là lý do vì sao mà các server nó có sự chênh lệch như vậy. Ở đây các bạn có thể thấy là ở bên server Brazil thì một lần quay vòng quay màn kim cương là 95 kim cương. Tuy nhiên thì cái tỷ giá của bên server Brazil và server Việt Nam thì nó cũng ngang nhau thôi. Nói chung là 95 kim cương quy ra tiền Brazil thì cũng như là 60 kim cương quy ra tiền Việt Nam. Thì nói chung là cái này nó cũng không quá là vấn đề. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là nó có cả cái lựu nước hoa, rồi thì nó có rất là nhiều những cái đồ vĩnh viễn khác. Thì khi mà chúng ta quay cái bộ đồ vòng quay màn kim cương, nếu mà chúng ta không trúng được bộ đồ thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có được những cái đồ vĩnh viễn khác mà nó sẽ đáng giá hơn so với cả những cái đồ ở trong cái vòng quay màn kim cương hiện tại. Và hiện tại thì ở trên server ở trên cái server Việt Nam, ở trên group thì có rất nhiều người đang tỏ ra là khá bức xúc với cả cái vòng quay màn kim cương mới này. Và phải nói rằng đây là một trong những cái bước có thể nói rằng khiến cho người chơi cảm thấy không hài lòng một chút nào. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một cái thông tin nữa cũng không vui vẻ gì cho lắm, đó là thông báo bên server Thái Lan. Thì bên server Thái Lan họ cũng đã có một cái thông báo rằng cái chế độ thủ zombie nó sẽ sớm bị đóng lại, và người chơi thì sẽ chỉ có thể là cày cái chế độ thủ zombie cho đến hết tháng 8 và đến giai đoạn đầu tháng 9 mà thôi. Và hiện tại nghĩa là chúng ta chỉ còn khoảng một tháng để có thể cày chế độ thủ zombie này. Và nếu mà các bạn chưa biết thì cái chế độ thủ zombie này là một trong những chế độ gần như là duy nhất trong Gaena Free Fire mà chúng ta có thể sở hữu được những cái bộ đồ mà ở cấp huyền thoại, bộ đồ vàng mà vĩnh viễn mà chúng ta không phải bỏ ra bất kỳ một xu nào cho game. Thì cái chế độ thủ zombie này thì có vẻ như ở server Thái Lan thì có khá ít người chơi nên là nó không được ưa chuộng cho lắm. Ở một số server khác như là server Việt Nam hay là server Brazil thì mình thấy rằng cái việc mà tìm trận đấu trong chế độ thủ zombie này cũng khá là dễ dàng. Có lẽ là khi mà số lượng người chơi ở server Việt Nam vẫn còn rất là đông, rất là thích, nhiều người thích cái những cái bộ đồ miễn phí ở trong cái shop quy đổi này, thì có lẽ là chế độ này ở server Việt Nam hay là server Brazil nó vẫn sẽ được duy trì. Ở trong cái shop này thì chúng ta sẽ có chắc chắn là có thể cày được một cái skin súng, đó là M4A1 cũng như là skin súng AK47 này, một bộ đồ che giáp, một cái ván dịch bệnh. Cái ván này có khá nhiều game thủ thích sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cày được avatar, rồi thì hộp mảnh nhân vật, rồi thì đặc biệt là vé vòng quay may mắn vàng, vòng quay may mắn kim cương. Thì tất nhiên là những cái này thì nó cũng có giới hạn mua thôi. Tuy nhiên thì các bạn nếu như mà các bạn nên tranh thủ cày, tại vì nếu như mà server Việt Nam cũng giống như server Thái Lan mà đóng cửa chế độ thủ zombie này mãi mãi thì chúng ta sẽ không có thể cày được những cái bộ trang phục này đâu. Thì cũng giống như cái chế độ chiến đẳng cấp vậy, bây giờ chiến đẳng cấp cũng không mở lại nữa, mà muốn cày được cái bộ kim sư điểu thì là rất khó. Ok, và đó là hai cái thông tin mà mình cập nhật nhanh cho các bạn ở trong cái ngày thứ hai đầu tuần này. Và chúc các bạn có một tuần làm việc thật là vui vẻ, thật là mạnh khỏe và có rất nhiều niềm vui. Và nếu như các bạn đây là lần đầu tiên đến với kênh của Riaki Gaming, thấy những video của mình có ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và chúc các bạn một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc.